Ok, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay game có mở cái sự kiện âm thanh vạn tượng ha. Thì cái chỗ này nó sẽ được cái gì? Mọi người bấm dấu chấm than đây. Thì là chúng ta sẽ được tướng đỏ giới hạn nha mọi người. Tướng đỏ giới hạn ở mọi người vào phần chiêu mộ nè. Thì chúng ta sẽ có ba con đây. Đâu rồi ta? Ta có trong ba bấm chuyển đổi là có ba con, là gồm có Đế Thánh, Naka và Đại Minh Vương. Đế Thánh là ở bên tộc Minh, Naka là tộc Tiên, còn Đại Minh Vương là tộc Thánh. Thì mọi người cũng đừng quá lo lắng là tại vì tất cả những con tướng đỏ giới hạn á, nó đều có một dòng á, là khi ra trận cùng thằng tướng đỏ là sẽ biến thành bản thân thành phe nhân vật chính. Có nghĩa là nó sẽ biến thành là cái phe nhân vật chính, ví dụ phe nhân vật chính mọi người là phe yêu thì nó sẽ biến thành tộc yêu đó, vậy á. Nên mọi người không cần phải quá lo về cái vụ phe phái đồ đâu ha. Thì ở trong ba con này á, là Đế Thính, Naka và Đại Minh Vương, thì mọi người nên lấy con nào thì tùy cách mọi người chơi, nhưng mà cá nhân tôi ấy, tôi khuyên chân thành á, là mọi người nên cố gắng lấy được Đế Thính, tại vì cái con Đế Thính này á, nó là tướng hỗ trợ. Tướng hỗ trợ thì nó rất là ngon. Đại Minh Vương là tướng trị liệu, Naka tất nhiên là tướng sát thương rồi mà không nói, còn tướng hỗ trợ thì gần như là độ nào cũng chơi được, nên chúng ta cố gắng lấy ha. Thì Đế Thính là sẽ có cái trò là kèm thêm cho thằng tướng phen tấn công cao nhất phen ta là hiệu ứng khế ước. Khế ước là sẽ miễn dịch 15% sát thương và khi bị tấn công chuyển hóa 50 mức miễn dịch thành sinh lực và trị liệu cho người đó, và mỗi vòng tối đa kích hoạt 4 lần, tức là trị liệu liên tục luôn. Khi cộng 5 là sẽ mở luân hồi giới sinh đó. Luân hồi giới sinh đây, cộng 11 là mở luân hồi giới diệt đây, còn cộng 15 cộng 11 là vòng là bản thân hàng sau mở luân hồi giới diệt đó, ở cộng 5 mở ở hàng trước thì mở luân hồi giới sinh đó. Thì giới sinh giới diệt thì mỗi cái nó có một cái hiệu ứng khác nhau đó ha. Đây thì cộng 15 là khi luân hồi giới bắt đầu cái kỳ kết thúc, tiếp tục mở luân chuyển sinh diệt dựa vào loại sinh diệt, tăng thêm cho toàn bộ phần tướng phen ta 20% giảm thương hoặc là sát thương duy trì hai hiệp. Thì nếu mà cái bé này ở phía sau á, thì hình như là sẽ tăng tăng toàn bộ thằng tướng phen ta là tăng tấn công, còn ở phía trước là sẽ tăng miễn thương mọi người. Ở phía sau á, nó tăng toàn bộ thằng tướng phen ta là tăng sát thương, còn ở phía trước là sẽ tăng giảm thương đó, nên mình nhớ không nhầm mà vậy đó. Khi là còn cái bảo vật là sẽ giúp tự hồi máu đó, giúp tự hồi máu khá là ngon ha. Ok, chúng mọi người nên cố gắng là lấy Đế Thính nha, tại bé này rất là khỏe. Ok, và cái phần thí luyện trùng sinh thì gọi thí luyện thì chúng ta sẽ đánh những cái nào mà nó đề cử chúng ta thôi, để chúng ta được kim nguyên bảo và chúng ta được cái này. Thì cái này sẽ dùng để chúng ta đổi từ đá phen cam, từ đá cam thành đá đỏ, giúp chúng ta cộng cao tướng đỏ rất là ngon ha. Ok, chúng ta truyền thí thì chúng ta vào đánh thôi, bỏ tắt cái bình luận đi, nó khiêu chiến đây, và chúng ta bấm bỏ qua đi ha. Đó rồi, tắt cái bình luận đi. Chúng ta tối đa là khiêu chiến được 5 lần mọi người à, tối đa khiêu chiến được 5 lần đó, 5 lần. Đó, 5 lần. Rồi, chúng ta đợi một tí cho nó hồi sinh lại. Rồi, còn cái team mà dùng để đánh phó bản thì team là team chuẩn nha mọi người, Quan Âm, Ngộ Không các kiểu đồ, rồi Đại Minh Vương là team chuẩn á. Ừ đó, team chuẩn về sau của Lộc Thánh á, là sẽ có ba tướng đỏ luôn, Quan Âm, Ngộ Không, Đại Minh Vương các kiểu đồ đó. Mà Đường Tăng thì tất nhiên là không chơi nha, Tăng tầm này đó. Ok, đúng rồi, đã xong 5 lần rồi đúng không? Rồi nha, tiếp theo là chúng ta vô cái cục mà tôi luyện hẹn giờ, chọn đá phen đỏ, mong muốn chúng ta chơi tộc nào thì muốn chúng ta chọn tộc đó, mình chơi tộc yêu mình sẽ chọn tộc yêu đó, chọn đá phen cam muốn chuyển đổi đó. Chúng ta dư 2 viên tộc thánh thì chúng ta đổi thành tộc yêu đi.
đổi 2 viên hành đá tộc yêu. Đó, nó sẽ hiện lên là thông báo là bạn muốn chuyển đổi hai cái tôi liền đỉnh, hai cái bình này với lại một hai cái viên đá phen cam thành đỏ. Cho đổi. Đó, thấy chưa? Ngon chưa? Chúng ta được cái đá đỏ thạch này rất là ngon. Ok. Tiếp theo là vào phần tiệm hồng mông thì chúng ta sẽ được nhận miễn phí mỗi ngày. Và cái phần hồng mông giám này á, là cái phần mà để chúng ta quay tướng á, cái cục cái gương này là chúng ta quay tướng, chúng ta bạn mua mắt cho mình đừng có tiếc nha. Rồi. Tiếp theo là chúng ta chơi cốt truyện kỳ án Mê Tung. Mạnh bà sai đối phương Tốn Sơn, gần đây nại Hạ Kiều không nên dùng ta để mới tìm người giải tỏa nỗi lòng. Phải chăng có tâm sự gì? Hồng ma nổi loạn. Sao tỷ không không mà đến đây nhỉ? Ok. Chúng ta điều tra cái vụ ở Minh Giới mọi người. Minh Giới hơi bị loạn một chút xíu. Mạnh bà kể là hôm đó đang phát canh và đưa hồn ma qua cầu thì tự dưng họ điên cuồng la hét. Đấy. Hàng chục hồn ma tự giết lẫn nhau. Không cản được. Đó. Điều tra thì không có gì khác biệt đó. Đúng rồi, Út Cam Mạnh Bà đã quên hết rồi thì làm sao mà suy sụp nữa, đúng rồi. Vấn đề nằm ở canh à. Canh không có gì hết luôn. Đế Thính. Đế Thính là người bày mưu làm cho Bạch Thử là cái con chuột trắng hiểu lầm là người ăn trộm đồ Long Cung. Ok. Những kẻ kỹ bày mưu tính kế. Rồi. Nỗi khổ riêng. Theo Địa Tạng Vương Bồ Tát. Gì đây? Đóng vai Bảo Long Nữ. Này nó bị hóa điên rồi. Chúng ta bấm bỏ qua tại chắc chắn là chúng ta thắng. Không bấm bỏ qua được luôn. Mà chắc chắn chúng ta thắng rồi, tại vì mấy cái trò mà đánh phó bản như vậy á, đánh cốt truyện chính như vậy á, thường thì tụi này yếu xìu à, đánh xíu thì đi à, thấy không? Đó, xong. Đế Thính tới đúng chưa? Thì ra tạo hình Đế Thính là như vậy mọi người à, tạo hình chibi như vậy. Nó cưỡi những cái gì nhỉ? Đù ảo nha. Đọc thằng chú áo ảo. Nó cưỡi trên quyển sách à. Cưỡi trên cái trống à. Ok. Trông còn nhỏ hơn con gái ta, what the fuck, tiểu không không có con. Trời ơi, để nó đọc như một cuốn sách. Để tới đọc như một cuốn sách luôn à.
ảo thật đấy, sao nó biết nhờ? Ok, để cho Đế Thính giải thích mọi người nha. Đế Thính giải thích tình hình. Nó ngồi nó cưỡi trên cái tù, giống cái tù thổi gì đó à. Rồi cả một bầy ở đây, ok. Có thể nói chuyện bình thường được. Nói chung mà đứa nào cũng giống như bị phê cần á mọi người à, cái này tụi nó nói giống như là tao bị phê cần. Đứa nào cũng bị phê cần, ok. Cái gì mà tùm lum vậy, mỗi đứa nói đều ngáo. Chất độc không ở trong canh mà ở chỗ khác, ví dụ trên chén à. Chén canh đều ngày do quỷ giữ sạch, cắt giữ vận chuyển không thể loại trừ nghi vấn à. Bách nhãn quân à. Ghê chưa, ghê chưa. Có không thể thoát khỏi đồ tài của Đế Thính. Đúng như cái tên, tên Thính mà. Đấy, chúng ta có được quà là hai đá phen đỏ, gương pháp bảo tự chọn của thần tướng đỏ. Và hồng dám cái gương pháp bảo tự chọn này á, là mọi người lấy cho tướng ấy nha. Lấy cho tướng đỏ giới hạn, cho Đế Thính, cho Naka với lại Đại Minh Vương. Ừ. Rồi, sau 2 giờ 35 phút mới mở cốt truyện mới rồi, ok. Chúng ta quay lại và cuối cùng mà chúng ta vô có phần mà chiêu mộ Hồng Mông, là phần chiêu mộ chúng ta lấy. Thì mọi người thấy là mấy người dân nạp á, thì người ta nạp tới 1040 điểm rồi. Ờ, chơi đến 1040 điểm, chúng ta phải dân nạp mà chúng ta tích thôi, có nhiều quay nhiêu mua được, quay nhiêu đó, tích gì thôi đó. Tốn 5 lần đi. Mạnh Đế Thánh Hồng Mông Duyên. Hồng Mông Duyên này mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, duyên phận đến người tự đến, duyên phận đến người tự đến, ok. Thì cái Hồng Mông Duyên này á, là cái cục này á, cái cục mà cái cục này nhìn giống như cái cục, không biết cái cục gì á, giống như là mấy cái sao gấp giấy hồi đó đó mọi người. Thì mọi người vào tiệm Hồng Mông để mọi người đổi đây, đổi đây, đổi quà thì chúng ta sẽ có đá phen đỏ là 2K4 vàng. Đá phen đỏ là chúng ta có thể tự mua được là 2K4, và khi cho thành thì cứ mua rất không tốn tiền lắm. Tôi liền đỉnh là cái bình để đổi đá cũng không mua. Vô tự thiên thư là cái này ngon nè, dùng để tăng sao thần tướng và chọn thần thông đỏ đó. Còn mấy cái còn lại mọi người đừng quan tâm, ok nha. Tiếp rồi, và lần nữa. Rồi, chúng ta không được mảnh rồi, ok. Ok, rồi. Thì chúng ta tích được 14 mảnh. Đó, thì mọi người cứ tích từ từ như gì. Trước sau gì mọi người cũng sẽ có một con tướng đỏ giới hạn à. Nhưng mà tại vì chúng ta là nông dân, chúng ta cày tre, chúng ta không có nạp nên chúng ta không thể nào nhanh như những người khác được ha. Thì mọi người cố gắng là lấy cái bé Đế Thính này cho mình, ok. Còn về cái phần cốt truyện hồi nãy mình có cho mọi người xem á, thì mình sẽ cắt ghép rồi mình lắp thành một cái video hoàn chỉnh sau ha. Rồi.